cái khóa nào mà nó mới mà nó khó, mình tìm tòi mình làm được cái là mình rất là vui. Cái gì nghề nào cũng vậy, cũng có cái dễ cái khó chứ đâu có cái nào mà dễ hết cho mình. Mình sinh ở Việt Nam, sinh ở Đà Lạt luôn, mình đi đâu đi cũng quay về đây thôi nhé. Với cuộc sống hiện đại ngày nay, những ngành nghề truyền thống đang dần bị thay thế mai một. Nhưng đâu đó ở Đà Lạt còn có những con người vẫn cố gắng gìn giữ những ngành nghề với thiết bị xưa cũ. Và hôm nay, Sen xin giới thiệu với các bạn một người con của Đà Lạt đáng yêu như vậy. Chú làm từ năm 76, cũng mấy năm hồi đó là vừa học trung học và vừa đi làm. Hồi xưa là ông bác làm, ông bác làm xong bác lớn tuổi, ông bác mất rồi thì ông ba làm. Ông ba xong giải phóng về năm 76, ông ba đi làm hợp tác xã. Khách nó đưa lượng hàng vô mình thấy ổn quá, thôi mình tiếp mình làm. Làm cái nào khó quá thì ông ba về ông chỉ thêm. Dần dần như mình làm mình rồi mình tự lập mình làm luôn. Ngành nghề của mình là gia truyền. Là những cái đồ dùng của mình này là mình tự sắm. Là từ cổ xưa là dùng vẫn pha chút ít ngày xưa đúng không chú? Thì cũng có cái xưa có cái cũ nhưng mà mấy cái dạng dũa thì cũng xưa có cũng có nhưng mà mấy cái máy mới này bây giờ là đời mới hết. Hồi xưa là làm thủ công không à? Bây giờ là máy móc hỗ trợ mình nhiều hơn. Lúc nào mà cũng mê, lúc nào cũng say mê mình làm một ví dụ một cái khóa nào nó mới mà nó khó mình tìm tòi mình làm được cái là mình rất là vui. Còn mình chưa làm được thì bằng mọi giá mình phải tìm tòi cái cách nào mình phải làm cho bằng được. Chứ mình không có nản. Chẳng hạn như bây giờ nó khó quá. Nghỉ lại chút xíu, uống miếng nước hay là nghỉ ngơi một tí cái cho nó thoải mái, đỡ căng thẳng đầu óc một chút. Rồi mình phải tiếp tục cái công việc của mình là biết đâu là hồi nãy giờ mình làm nó căng quá không được. Bây giờ mình nghỉ ngơi uống miếng nước chứ mình đi vô ra thư giãn chút xíu mình đề ba lại cái là nó lại được. Nó lại hoàn thành. Có năm mình cũng sống ở Sài Gòn, cũng cả năm mấy, đầu năm 77 đi học phổ thông Sài Gòn. Lúc đó là trên này nó không có dạy tiếng Hoa nữa. Thành ra mình về Sài Gòn mình học một năm để mình giữ được cái chữ của mình. Cái chữ Hoa là nó không như tiếng Việt là mình đánh vần mình ghép chữ được. Cái chữ mà chỉ thiếu một nét, sai một nét là cái chữ đó bô nghĩa rồi. Gạch dài một gạch ngắn nó cũng khác nhau nữa. Cái hai cái chữ này, nghe không? Cái họ mình. Cái gạch ở trên á, gạch trên nó dài hơn gạch dưới. Mà bây giờ mình biết ngược lại mà ở trên gạch trên ngắn ở dưới dài á là người ta vẫn đọc ra nhưng mà người ta nói anh này là biết sai rồi. Chỉ có một nét nhỏ thôi nè, biết sai rồi. Sai họ người ta rồi. Chắc hẳn chú là người yêu Đà Lạt lắm, mấy cái quyết định là trở về Đà Lạt mình gắn bó là mình phát triển sự nghiệp. Đúng rồi. Nếu mà sống Sài Gòn á nó xô bồ hơn, nó hối hả, nó xấu hả, liên tục chứ không như mình Đà Lạt thì nó tà được. Đà Lạt mình được cái là cái khí hậu nè. Thứ nhất nó trong lành, thứ hai là cái nguồn nước của mình rất là sạch. Rồi thứ ba nữa là cái vấn đề mà trộm cắp giật dọc Đà Lạt mình không có, rất là ít. Lâu lâu mới có một cái vụ nào là ở đâu nó liều mạng lên để nó làm liều thôi, chứ còn mà dân đây thì không có. Mình sinh ở Việt Nam, sinh ở Đà Lạt luôn, mình đi đâu đi cũng quay về đây thôi chứ.